Những năm qua, lực lượng công an tỉnh Sơn La đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào thi đua cuộc vận động khác do tỉnh, do Bộ Công an phát động, bám sát khẩu hiệu hành động và ba nhiệm vụ trọng tâm đột phá để chủ động nắm tình hình, tham mưu, đề xuất và triển khai toàn diện các biện pháp công tác công an nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Các mục tiêu, chương trình công tác hàng năm đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức đề ra. Để làm tốt cái phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc thì công an huyện Quỳnh Nhai quán triệt và tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua do công an tỉnh và Bộ Công an phát động. Thứ hai là gắn với phong trào thi đua thì nhân điển hình tiên tiến cùng với việc là quản lý chặt chẽ cán bộ chiến sĩ, khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh. Thứ ba là tiến hành gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị cụ thể của đơn vị trên tất cả các mặt công tác để đảm bảo cái an ninh trật tự trên địa bàn. Tại hội nghị, Công an tỉnh Sơn La đã tuyên dương khen thưởng 8 tập thể, 67 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015-2020 và phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2025.